Đây mình sẽ ảo thuật với sự di địch. Quay chưa? Rồi. Cộng lại. Nha, kỹ nha. Đứng phía trong nha. Từng bước. Từng bước. Rồi bây giờ sẽ ảo thuật cho nó bay ra ngoài. Giỡn thôi. Vẫn còn ở trong đúng không? Rồi. Thì chắc thành công đó. Thấy chưa? Nó thoát ra ngoài được. Ai muốn học thì đăng ký nha, miễn phí.